Xin kính chào khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, vừa qua Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh tổ chức hội thi ẩm thực quê hương chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tham gia hội thi có 18 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh. Mỗi đội chế biến và trang trí mâm cơm với các món ăn tự chọn cùng với món tráng miệng dành cho 10 người ăn. Mỗi mâm cơm không quá 1.500.000 đồng. Sau 30 phút trổ tài, các đội thể hiện bàn tay khéo léo sáng tạo trong chế biến, trưng bày mâm cơm gia đình, mang đậm nét truyền thống dân tộc. Các mâm cơm không những đa dạng về món ăn, đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các đội thực hiện phần thuyết trình về các món ăn vô cùng thuyết phục. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Công đoàn cơ sở, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cô Doanh Tây Ninh. Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Tây Ninh có 6.467 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, mới chỉ đáp ứng khoảng 50% quân số. Các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bao gồm công an xã bản chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng, tuần tra nhân dân. So với quy định hiện nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang thiếu khá nhiều. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thiếu 6.689 người đến 13.455 người. Việc tuyển chọn thu hút công dân, nhất là người có trình độ tham gia vào lực lượng này còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do chế độ chính sách chưa đảm bảo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đề án xây dựng bố trí lực lượng đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng này. Đề án đã được kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân tỉnh khóa 10 thông qua bằng nghị quyết vào ngày 19 tháng 6 năm 2024. Đề án sẽ là cơ sở quan trọng để ngành chức năng và các địa phương kiện toàn lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngay trong năm nay và các năm tiếp theo. Thưa quý vị, vừa qua đoàn công tác Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đã có chuyến giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã Trảng Bàng. Đoàn Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang tham quan cơ sở vật chất, phòng phát thanh, phòng thư viện điện tử, phòng phóng viên và nhà thi đấu. Sau đó, hai đơn vị có buổi giao lưu bóng chuyền sôi nổi hấp dẫn. Hoạt động giúp hai đơn vị trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời tạo thêm tình đoàn kết gắn bó, thúc đẩy hoạt động văn hóa giữa hai trung tâm ngày càng phát triển. Thú vị, trong thời gian qua, bên cạnh các chương trình tiếng Việt, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh còn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền bằng tiếng Khmer, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa biên giới. Năm 2011, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chính thức sản xuất và phát sóng bản tin tiếng Khmer trên sóng TTV11. Đến nay, bản tin tiếng Khmer được đài phát sóng đều đặn mỗi ngày. Bên cạnh đó, TTV11 còn thực hiện nhiều chương trình chuyên mục có phụ đề tiếng Khmer nhằm đưa thông tin đến gần với bà con hơn. Chúng tôi tập trung tuyên truyền cái chương trình tiếng dân tộc Khmer để lan tỏa các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như là những cái nét văn hóa độc đáo, những cái phong trào thi đua yêu nước đến với người dân tộc Khmer để họ tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như là giữ gìn phát huy những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Khmer. Đồng bào dân tộc Khmer ở Tây Ninh đa số làm nông nghiệp. Sau những giờ lao động vất vả, ngoài việc quây quần bên nhau cùng sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, thì kênh TTV11, đặc biệt là những chương trình tiếng Khmer của đài, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với họ. Trong thời đại bùng nổ thông tin, với sự lên ngôi của các kênh Internet, mạng xã hội, nhưng bà con dân tộc Khmer vẫn ưu tiên lựa chọn kênh TTV11. Xem được cái chương trình tiếng Khmer rất là bổ ích, tức là bà con nhìn vào, xem vào truyền hình để biết cách làm ăn. Ở đây bà con theo không pháp luật nhà nước thôi, nên mà ở sông cũng như vậy là đoàn kết nhau, không tính ai hết, không ai sử dụng hết. Phát huy những kết quả đạt được với trách nhiệm của mình đối với quý khán thính giả, trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình nói chung và chương trình tiếng Khmer nói riêng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sợi dây gắn kết, là cầu nối đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước tới người dân và phản ánh những tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến với Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền thông qua sóng phát thanh, truyền hình. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương tổng kết các ý kiến đóng góp để sửa đổi bổ sung Nghị định 24, giúp bình ổn thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng tiếp tục tối ưu quy trình cung ứng vàng, bán vàng cho người dân. Trong đó sẽ tiếp tục đưa việc bán vàng lên app, thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng đảm bảo minh bạch và tiện lợi. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định có đủ quyết tâm, nguồn lực, công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thú vị cụm cặn cái mép được Ngân hàng Thế giới World Bank và hãng tin tài chính S&P Global Market Intelligence xếp thứ 7 thế giới về chỉ số CPI. Không chỉ đón được những tàu biển lớn nhất thế giới, cụm cảng cái mép còn sở hữu nhiều lợi thế khác, trong đó có thủ tục nhanh gọn nhờ tăng tốc số hóa. Chỉ số CPI được đánh giá dựa trên các yếu tố liên quan tới thời gian tàu chèo luồng cập cảng, năng suất bốc và chở hàng lên xuống cảng, cùng tổng lượng hàng, chuyến, tàu rời cảng ra luồng. Ngoài ra còn có cả yếu tố như tàu lớn, công nghệ thông tin, số hóa. Bảng xếp hạng cho 405 cảng container toàn cầu trong năm 2023. Thành tích top 7 của cụm cảng cái mép gây bất ngờ khi vượt qua cả những cảng trung chuyển lớn của quốc tế như Yokohama, Nhật Bản thứ 9, Hồng Kông thứ 15, Singapore thứ 17. Thú vị, chỉ còn vài ngày nữa là sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm nay, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 45.000 thí sinh so với năm trước. Hiện việc chuẩn bị kiến thức cho học sinh lớp 12 dự thi cũng như cơ sở vật chất, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn điểm thi đã sẵn sàng. Ghi nhận tại Hà Nội, địa phương có số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Hà Nội đã bố trí hơn 4.500 phòng thi tại 196 điểm thi, điều động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chưa kể lực lượng an ninh thanh tra tại mỗi điểm thi. Các điều kiện cho việc tổ chức tốt kỳ thi cũng đã sẵn sàng. Đảm bảo ánh sáng, quạt mát và 100% các phòng thi của trường Trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm được trang bị điều hòa. Có 2 nguồn điện, một nguồn điện chính thức và một nguồn điện dự phòng. Ngoài ra thì còn có một cái máy nổ công suất lớn. Nếu trong trường hợp xấu mà mất điện thì chúng tôi vẫn đảm bảo đầy đủ quạt mát, ánh sáng cho các thí sinh làm bài. Với 4 đoàn công tác lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại 10 địa phương. Về cơ bản, công tác chuẩn bị cho kỳ thi trong cả nước đã sẵn sàng. Đây là kỳ thi quan trọng, phức tạp và nhạy cảm vì diễn ra trên quy mô toàn quốc, các vùng miền khác nhau, số lượng học sinh và lực lượng tham gia tổ chức lớn nên mọi khâu phải đúng quy trình, quy chế là nhấn mạnh của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy mô hơn 2 triệu người. Do vậy và trong thời gian xảy ra có 2 ngày. Do vậy cái tác động xã hội rất lớn. Do vậy chỉ cần một khâu không kỹ càng, không cẩn thận thì có thể dẫn đến là kỳ thi sẽ không thành công. Do vậy mong tất cả các bên liên quan đều lưu ý cho việc này. Tuy nhiên cũng tránh việc căng thẳng và hay là thái quá trong việc đó gây áp lực mà chúng ta trở thành một kỳ thi bình thường. Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28 tháng 6. Chấm thi từ ngày 29 tháng 6 và 17 tháng 7 sẽ công bố kết quả thi, tiếp tục rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi lần cuối. Khi vào kỳ thi là chỉ đạo của Bộ với các địa phương, bởi chỉ sai sót nhỏ ở bất kỳ khâu nào cũng sẽ gây ra hậu quả lớn. Tin thế giới, ngày 20 tháng 6, thống đốc bang New York, Mỹ đã ký dự luật nhằm bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi nội dung gây nghiện trên mạng xã hội. Dự luật mới được cho là có thể ảnh hưởng đến doanh thu của các nền tảng mạng xã hội. Theo dự luật, bản tin trên các ứng dụng trên TikTok và Instagram sẽ bị giới hạn đối với những người dưới 18 tuổi, thay vì nội dung được đề xuất như trước. Dự luật cũng cấm các nền tảng gửi thông báo cho trẻ vị thành niên về các bài đăng mới trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ sáng. Trước đó, một dự luật khác nhằm hạn chế các trang web trực tuyến thu thập và bán dữ liệu cá nhân của người dùng chưa đủ tuổi vị thành niên cũng đã nhận được sự chấp thuận tại bang New York vào ngày 7 tháng 6. Ngày 21 tháng 6, cảnh sát thủ đô Paris của Pháp đã bày tỏ quan ngại về hoạt động của các nhóm Hồi giáo cực đoan, cho rằng đây là mối lo ngại an ninh chính trước Thế vận hội Olympic sắp diễn ra tại đây. Phát biểu họp báo 5 tuần trước lễ khai mạc Olympic dự kiến diễn ra dọc sông Nin vào ngày 26 tháng 7, cảnh sát trưởng thủ đô Paris, ông Laurent Nunez nhấn mạnh Hồi giáo cực đoan vẫn là mối lo ngại chủ yếu của lực lượng an ninh Pháp và mối đe dọa khủng bố cũng nghiêm trọng như mối đe dọa biểu tình do các nhóm cực đoan khác tiến hành. Ông Nunez cho biết thêm, khoảng 30.000 cảnh sát và hiến binh đã được huy động để đảm bảo an ninh mỗi ngày và con số này sẽ tăng lên 45.000 vào dịp khai mạc. Ngoài ra, cảnh sát cũng sẽ có mặt tại mỗi điểm kiểm soát để kiểm tra danh tính khách mời tham gia buổi lễ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.